Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên và video buổi chiều của cái sự kiện là Xuân về Konoha anh em ơi. Đó. Thì cái sự kiện này thì mình cũng đã review cho anh em coi vào cái video buổi trưa là nó đã có những cái gì rồi ha anh em. Ông nào chưa coi kỹ thì có thể nhấn vào video hồi chưa coi nha. Rồi kia anh em, thì bây giờ mình mới nạp cái gói bên này anh em ơi. Cái gói này là gói Xuân về Konoha nè, để lấy thêm cái phần quà đăng nhập ngày. Đó. Nhận thêm được một con tướng SS và cũng như là 10 cái cuộn chiêu mộ đặc biệt anh em. Đó. Rồi cuối ngày cũng đã sẽ nhận thêm là mảnh đồ viên ngẫu nhiên nè anh em. Đấy. Ở bên này nó cho chúng ta rượu trái cây để mỗi ngày đăng nhập anh em. Cho là 100 đến 200 rượu trái cây để anh em qua bên sự kiện bên này đổi anh em. Đó, shop trái cây ha. Ok anh em. Bây giờ đã nạp xong gói đó rồi, bây giờ vào nhận quà thôi. 1000 điểm kinh nghiệm. Đó, và cũng như là đội viên SS. Đó, ngon ghê anh em. Đấy, tiếp hồi nữa mình sẽ nói thêm về cái sự kiện này ha anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ qua bên cái sự kiện hồng bao đi. Đó, để mình đổi, để mình quay hổ này. Để mình quay hổ cái gì, bạn vui lầm nạp để nhận lượt. Ủa, mới nạp xong đây mà giờ nó kêu nạp nữa ta. Để mình F5 lại thử coi. Lấy thêm lượt rồi nè. Ủa, mới nạp xong à. Mới nạp xong cái gói đó mà nó không có cho mình lượt luôn em nha. Thôi để tí hồi nữa tính anh em. Đó thì mình cũng đã có sẵn 41 lượt rồi. Thì để mình quay đi anh em. Quay 5 lượt để kiếm thêm hổ vàng. Wow, 9 hổ. À, cũng báo cho anh em đó là cái hổ vàng của mình cũng đã sắp đủ 500 hổ vàng để mà đổi cái cốt 2 triệu. À, để ăn thử cái cốt này cho anh em coi ha. Thử coi nó được cái gì anh em. Đấy, hy vọng mình sẽ đủ hoài 15 hổ vàng anh em ơi, ngon. Đó, nếu mà trong cái quá trình quay mình nhận được kẹt cô su thì mình sẽ tặng cho anh em luôn. À, 6 hổ vàng nè. Trời ơi, lần này quay hổ vàng hình như là được fit lại rồi sao anh em. Thấy nó cao hơn rồi đó. Chứ mỗi lần mà ấn là nhân 5. Nó tàn là ra tàn 5, đúng 5 lần luôn. Mỗi lần một hổ, thấy ghê chứ. Rồi, ok. 7 hổ nè. Vẫn chưa thấy cái kẹt đâu nha anh em. Vẫn chưa thấy kẹt cô su đâu cả. Ok, 7 hổ nè, còn một lượt quay một lượt luôn. Chắc là đủ rồi nè, chắc là đủ á. Rồi, để mình F5 lại coi. Rồi, đủ luôn rồi nè, trời ơi ngon. Hổ vàng là 516 con nha anh em. Bây giờ mình sẽ đổi cái cốt đi. Để mình coi có cái kẹt cua su nè, nó bị rớt ở đây không. Để mà còn mót lại nè, không có rồi, tàn hổ không à. Ok anh em, vào shop đổi cái cốt 2 triệu thử coi nó cho cái gì nha anh em. Mình vào trang nhập cốt trước rồi đã. Trang nhập cốt thì mình sẽ để ở dưới phần miêu tả của các cái video của mình rồi anh em. Nên là anh em cứ vào đó anh em lấy thôi. Đây, đây là cái video mà mình review hồi trưa nè. Đó, về cái sự kiện Xuân về Konoha đó nè. Đây, link nhập cốt đây. Đấm đăng nhập thôi anh em. Để mình lấy cái cốt đã nha. Rồi, cốt này là 500 hổ vàng nha anh em. Là mát cốt luôn đó. Chỉ giá là nó ghi là gift code là 2 triệu anh em. Đổi. Bạn, chúc mừng bạn đã nhận gift code 2 triệu. Rồi ok, bây giờ vào trong lịch sử lấy nha nè. Đây. Trời ơi, quá đã. Nếu mà được kẹt thì chắc nó cũng ghi trong này anh em. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái code này thử coi như thế nào nha anh em. Nó cho cái gì nha. Rồi, copy code này tôi ăn rồi nha. Mấy ông ăn lại không được đâu nha. Nhận quà thành công nè anh em. Vào nhận thư thử coi. À quên, để mình vào trong này mình lấy thêm mấy cái lượt chia sẻ thuộc. Không được ta. Mới nạp xong rồi lại không cho nè. Mới nạp xong cái gói ở bên Xuân về Konoha nó lại không cho. Hết là 200k của tôi đó, trời ơi trời. Ok, có thư rồi nè. Ui, cái gì vậy? Cái what the hell sao nhiều thế? Quên, cái này là VIP rồi nè. Này là điểm VIP á. Nhận được điểm VIP nha, không có liên quan đến cái code nha anh em. 1000 điểm VIP anh em. Và này là nạp quà nạp mỗi ngày. Rồi ok. Còn đây là cái code 2 triệu nè anh em. 3000 Rio.
20 cái cuộn chiêu mộ cao cấp anh em, 20 cuộn chiêu mộ đặc biệt. Chùa à, 3 cái su 72 giờ và cũng như là đá lưu kinh nghiệm 72 giờ. Một con mảnh đạn ninja là 15% này anh em. Ngon. Đó, nói chung cái cốt này cũng ngon anh em, cũng nói chung cũng xịn đó nha. 3000 đi ô là không phải ít đâu nha anh em. Nhận luôn. Đó, ok chưa? Là anh em biết cái cốt 2 triệu cái sự kiện hổ vàng á là nó có những cái gì rồi ha. Thì mình nghĩ là nếu mà cái cốt 1 triệu á thì cái phần thưởng này nó chia 2 thôi anh em. Nó chia 2 thôi. Rồi, ok. Bây giờ sẽ vào đăng cốt xong rồi, bây giờ vào mở cho anh em coi cái con tướng hồi nãy mình mới nạp á, thử ra được con gì nha. Mở luôn. Trời ơi là trời. Cháu của ngài Hokage đệ nhất à. Khổ ghê luôn á. Rồi 15% nha. Trời ơi, phải vậy. Trời ơi, 15% ra thẳng con lừa tướng ấy luôn anh em. À, là hồi nãy là ăn cái cốt là nhận được đó anh em. Ra nguyên con Han luôn nè. Quá ok luôn ạ. Nhưng mà con Han này thì vẫn chưa thấy meta của em nó là ở đâu cả nha anh em. Rồi, Conan cũng được một con. Giờ kiếm thêm một con nữa để lên em nó 10 sao anh em ơi. Hiện giờ em nó mới có 9 sao à. Còn nhỏ xíu à anh em. À, chủ yếu là build vào để búp thủ cho team thôi. Rồi, thấy ổn áp rồi anh em. Để mở đồng xu được các thứ ra cái đã. Đấy. À, còn về cái vụ mà anh em đổi tướng á, để mình qua bên sự kiện mình nói một chút ở bên đó đi nè. Mấy cái này từ từ để mở. Wow, cái này nhiều thế. À, cái này là quên, mình nhận được cái quà của đua top nạp của toàn server đó nè. Top nạp toàn server đó. Đó, coi coi, chết rồi, mình xóa cái thư đó rồi. Đó, nói chung là mình được hạng 52 nè. Được hạng 52, lấy được thêm một con tướng hệ âm dương nữa. Đó, rồi và cũng như là ui, sắp gần được 10 con rồi nè anh em. 10 con tướng hệ âm dương luôn, ghê thật sự. Đó, nói chung hạng 50 mấy thì cũng có thêm được cái bảo vật đỏ nữa nè. Mở cho anh em coi luôn được cái gì ha. Nói chung là cũng không có đua đòi cái sự kiện đó anh em ơi. Nhiều ông nạp quá, trời ơi, tượng Kage nè anh em. Cũng được, cắn cho mấy con tướng nhỏ nhỏ cũng được anh em. Mấy con tướng phụ rồi đó. Rồi ok, không mình làm food luôn cũng được anh em. Rồi, bây giờ sẽ nói về cái sự kiện này đi ha. Thì cái sự kiện này thì anh em biết cái cách để lấy thêm cái rượu trái cây rồi đúng không? Ngoài đăng nhập ngày ra nó cho anh em thì anh em có thể lấy thêm rương AFK đồ nè. Để coi coi, 2 tiếng đồng hồ đúng không? Được 17 cái, ít vậy ta. Hên xui anh em, cái này nó cũng cho hên xui lắm. Rồi. À, khi mà chúng ta có đủ rượu rồi đó thì chúng ta sẽ vào trong shop chúng ta đổi quà. À, thì anh em nông dân thì mình nghĩ là ưu tiên là đổi cuộn chiêu mộ đặc biệt với lại cao cấp anh em. Còn không nữa anh em đổi mấy con food nè, mấy con food nhỏ nhỏ này anh em cần lắm nè, để mà lên sao tướng ha. Còn mà mấy cái hình nhân 9 sao với lại hình nhân 10 sao thì mình nghĩ chắc là anh em không nên đổ đâu, bởi vì phải nạp mới ăn được, phải nạp mới được, mới ăn được mấy cái móc này. Rồi, còn về cái shop nhẫn hồn thì mấy anh em đổi giùm mình mấy cái cuộn luôn. Đó, đồng đó nha anh em, đồng, ưu tiên anh em đồng, rồi cuộn chiêu mộ đặc biệt lại cao cấp. Anh em tích lại giùm mình cái sự kiện này để anh em ăn thêm cái sự kiện Tết anh em. Sắp đến sự kiện Tết rồi, tầm 7 ngày nữa. Đó, anh em nhớ nha. Còn mình thì chắc cũng không có cần đâu anh em. Tích thêm cỡ chừng bao nhiêu? 1000 mấy điểm đó anh em. Ý, nhiều quay nha, 28.000. Ờ đúng rồi, cỡ 1.000 mấy điểm nữa thì sẽ nhận được thêm một cái hình nhân 9 sao này. Nhìn thèm ghê mà không có đủ. Đổi thử coi. Không đủ nguyên liệu. Rồi ok nha anh em. Đó, nói chung là sự kiện này anh em. À, còn cái phần đổi tướng, đang muốn nói về cái phần đổi ninja này. Thì anh em nông dân thì mình anh em thiếu gì đổi đó thôi anh em. Nhưng mà mình khuyên anh em nên đổi thêm một em Kisame. Kisame đừng có đổi ông nào thích đổi đệ tam thì đổi, nhưng mà mình con mình nói trước là đệ tam khó nuôi lắm, bởi vì là hệ âm dương nha. Con tăng cơ thì anh em chơi thì mình là con Roxy. À, đừng có quan tâm tới mấy con hệ âm dương anh em. Đua đòi là coi như là nuôi không nổi là mệt lắm đó. Rồi, ông nào chưa có phu thì lấy phu cho mình để đi ải nè, leo đậu được các thứ đó, thuần thụ rồi đó. Đó, quan trọng là con Kisame nè, mình cũng đang canh me nó nè. Rồi, để mình coi coi mình có bao nhiêu con Kisame rồi. Con cai cai. Chưa có con nào. Ở trong túi đồ của mình thì
có mấy mảnh của nó ta, hình như là đổ ra hết luôn rồi em ơi. À đây đây đây, một con. Bây giờ lấy một con nữa nè, đổi luôn đi. Để làm gì, đang có sự kiện mà. Đổi em Kisame luôn nha anh em. Hình như là đổi được có một lần hay sao đấy. Rồi, ba con tướng hệ thủy đúng không? Tướng 5 sao hệ thủy thôi anh em. Đó, trời ơi, tướng tưởng gì, tướng 5 sao mình nhiều lắm. Rồi, 8.000 Rio đó nha anh em. Nếu mà 8.000 Rio đổi một con tướng tự chọn, ví dụ như Kisame thì nó rất là đáng. Theo mình thấy thì như vậy nha anh em. 8.000 Rio Kisame đúng không? Đổi luôn. Ủa, cái gì vậy? Sao lỗi dữ liệu gì đây? Biết đổi được chưa trời? Anh em thấy không? Tự nhiên nó bị lỗi dữ liệu à. Đổi tướng mà còn không cho đổi nữa, khổ ghê luôn á. Nếu mà còn lỗi nữa là BM admin đó nha. Lấy sai đi. Đặt được anh em, hồi nãy hình như nó sai sai cái gì á. À đúng rồi, có hai con tím mà ở bên kia nó tới ba con tím lận em. Nè nó bị trùng nè anh em. Bị trùng nè. Ơi chết trâu, bấm. Mất nữa rồi. Đây nè, chỉ có một con ten ten thôi mà ở bên kia chúng ta lít thêm được một con ten ten nữa thì nó hơi sai. Rồi. Ok, 8.000 Rio nha anh em, đổi thêm em Kisame khá ổn áp. À, về liền anh em. Rồi, sẵn là ăn thêm cái quà tích tiêu Rio nè anh em. Không biết có đủ hay không nữa nè. Ôi, đây. Quà tích tiêu Rio nè. Ồ, được hai móc. Ai đây? Để em coi sáng giờ em lo học đăng thi. Hình như là anh em đang ở sắp thi rồi đúng không? Thì anh em ưu tiên lên thi đồ các thứ ha. Học xong rồi khi nào mà rảnh thì coi video của mình cũng được. Ủng hộ mình cũng được. Quan trọng là vẫn thi nha anh em. Quan trọng là học nha. Và cũng như là chúc em thi tốt nha anh em. Ông nào mà đang chuẩn bị thi á thì chúc anh em thi tốt. Ok, được 8.000 Rio là trả lại một ít Rio rồi anh em. Ủa, không biết là mình có đổi được nữa hay không ta. Để vào cái cây xám luôn nè. Này, đổi thì chỉ một lần thôi nha anh em. Đổi chỉ đúng một con thôi. Quá đã, quá đã. Kisame còn một con nữa thì mình sẽ đủ food để lên cho em nó lên E3 nè. Rồi ok. Còn một chút thời gian thì đi luyện tập đi nè. Đi vào phần luyện tập đi, hồi chiều thì có đánh cho anh em vài trận rồi. Thì như anh em thấy thì team của mình hiện đang là cũng hơi toan toan nhẹ nhẹ. Đó, nhưng mà trận này thì mình nghĩ là chắc mình cũng ok đó. Ui, ông này nâng ao luôn hử. Ui ôi, Rossi. Rossi kìa anh em, nhìn Rossi nhìn thấy mà hoảng. Ồ, không được, được. Tính bỏ lên hàng đầu mà bên kia nhìn thấy nguyên con gai E1 lên không dám bỏ luôn em. Rồi, cho Hunter đằng sau đi. Ok. Rồi, tàn phế liền. Ở bên kia nuôi cả con Hidan E1 luôn kìa anh em, má ơi. Ông này chơi team gì thế? Hidan rồi cả ao đồ các thứ nữa kìa anh em. Đúng rồi, hạt lợm đó anh ơi. Wow, đánh mấy ông này làm bệt mỏi à nha anh em. Không phải đơn giản đâu nha. Ừ, choảng được gai rồi, giết được gai luôn. Hidan này nó phản đam ghê quá. Wow. Rụng nụ. Ê, từ từ, hồi sinh chứ. Kakuyu nè. Rồi thêm em gai nữa nè. Nhiều ông kêu sao không mua ở bên cái phần cường hóa. Nó có hồi máu ri mà. Ủa đâu ra ri trời. Bạn có thể nhận một đá cường hóa ngẫu nhiên sách ở kích hoạt trong trận đấu tiếp theo. Mua bên phần cường hóa này là nó sẽ chọn ba cái thuộc tính này ngẫu nhiên mà. Đó, bão tố nè, cuồng độ và đá tảng nè. Đá tảng này cộng máu nha anh em. Rồi ok. Quay. Bên này tàn là tướng khủng không ta. Hơi mệt à nha. Sao anh em? Để coi coi. Bỏ một vài con ở trên này để làm gọi là bức bình phong, làm bao cát để cho tụi nó đánh anh em. Chủ yếu là tướng hàng sau của mình kìa. Má ơi, con Conan ở bên kia nó đánh con Kakuyu của mình. Tôi mất nộ mà còn cái tàn phế nữa chứ. Itachi nè.
Rồi, Itachi thả được cục lửa rồi anh em. Coi coi có mạnh không nha. Cũng được. Không mạnh lắm anh em. Nhưng mà thả xong mà em nó hẹo mất tiêu rồi. Đó anh em ơi, kinh dị quá à. Hanzo Agai. Rồi, hồi máu em bên kia. Đó, xém chết luôn nè. Xém chết luôn. Mở rương. Coi coi rương bên này có ngon hay không nha anh em. Đây, cái này được nè. Đổi sách nha anh em, ưu tiên đổi sách. Cái này thì không ngon cho lắm. Này không ngon bà mày ơi, bán mắt như quỷ. Rồi, đánh tiếp nha. Trời ơi, đội hình y chang nãy vậy. Chà, kèo này căng à. Cho anh em coi đội hình của mình là bên tụi này thử coi win đổi không nha. Win một team E1 nha anh em. Lâu quá rồi chưa có win cái trời ơi, đóng băng mà còn tàn phế. Đóng băng mà còn tàn phế nữa chứ. Lâu rồi chưa có win cái mấy cái ải bên này anh em, là ải luyện tập bên này. Gặp tàn quỷ không à, đánh ghê quá. Coi coi đam đứa nào cao. Trời ơi đam, anh em coi đam con gai của mình kìa, 10 triệu đam. Má ơi, đúng up gai lên sao. Up gai lên lên sao là không phải là sự đúng là sự lựa chọn đúng đắn của mình mà nè. Rồi bây giờ mình cho một mình em Kakuyu cân tim nha anh em. Hơi bị đỉnh. Đâu rồi, cho một con tướng đứng ở đằng trước đỡ mấy cái đòn tấn công anh em. À, dù sao cũng không xài tụi nó mà. Đó mà em đỡ được một đòn của gai thấy không. Trời ơi đóng băng. Thấy chàng để ta mày đánh cây vậy ta. Ghê quá anh em ơi. Hồi sinh hai con đi. À cỡ này là thấy ô chơi ok rồi. Rồi trận này win rồi anh em ơi. Hồi sinh tới hai con là biết hồi nãy hồi sinh lần hai con luôn cho rồi. Trời ơi, để tam này nó đóng băng ghê mày ta. Này thì rồi xong nha. Này thì nè. Có con keo vô ở đằng sau tăng cơ á nè. Trời ơi, tam này nó đánh đầu thế nhờ. Ôi ôi, tới chi thả kìa. Wow, 5 triệu đam, Kakuyu bên mình 9 triệu đam. Má à, đúng 2 đánh 1 không chụp cũng què nè. Đấy. Còn vài con thì chắc một mình là Kakuyu cân đủ rồi. Một thổi bay màu nè. Chưa bay luôn. Itachi bên kia 11 sao nha anh em. Trời ơi, mũi cắn inox. Rồi, trận này cho em Kakuyu xuất trận luôn. Lấy cố gắng lấy thêm được một rương nữa nè. Thì cũng có gai E1 từ ghê quá ta. Trời, chơi con si này là nó có choáng nha anh em. Con si đó có choáng đó, ghê lắm. Trời ơi, ta chi mạnh quá anh em ơi. Đâu có mạnh lắm đâu anh em. Có chịu mấy đam à. Thôi 11 triệu đam một mình ảnh cân. Một mình ảnh cân tim anh em. Bởi vậy mình nói là con Kakuyu một mình nó cân 6 là có mà anh em. Một mình nó cân 6 mà có. Nên là anh em cố gắng cho mình kiếm cho mình một con Kakuyu nha. Úp cho em nó lên mát nhất có thể. Để anh em đi ải rồi leo tháp được các thứ á. Rất là cần Kakuyu nha. BK leo tháp đồ các thứ. Ok lắm. Con này ok lắm anh em. Trận này thì chắc hẹo với em nó rồi. Ê, biết vậy hồi nãy hồi sinh thêm con gai anh em. Bởi vì mỗi lượt anh em hồi sinh á thì nó sẽ giảm giá cho anh em hồi sinh đó nè. Không bằng Kakuyu kỵ nhất là bị CC nè, bị choáng ấy. À,
có một cái rương bên kia nữa để coi coi. Ừ, sách nè, 2000. Ngon. Đó, buồn buồn tối đánh tiếp anh em ơi. Buồn buồn tối đánh tiếp. Bên này có hồi máu, đồ các thứ. Mà cái đó nó đầm đầm rồi nè, nó đầm đầm nên cũng khá khó chịu. Rồi ok anh em ha, thì đó là video chiều ngày hôm nay ha. Ngày mai có những cái gì mới hay ho thì mình sẽ làm tiếp video em coi. Ngày mai chắc mình sẽ triển khai cái game huyền thoại nhân giả phiên bản chung rồi nè. Chắc chắn anh em sẽ thích cái tựa game đó. Anh em ủng hộ mình thì comment ở dưới cho mình biết nha. Và cũng như là like, share, theo dõi kênh của mình để có động lực làm ra các video tiếp theo nha. Rồi ok, rất nhiều nha.